xe đạp thể thao cao cấp hàng bãi Nguyễn Long, có địa chỉ Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh, số điện thoại 0973 126 389. Xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm, đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng bãi được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tuyến ở bên nước ngoài rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Ngày hôm nay video này Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp carbon hàng bãi của Taiwan, đó là mang thương hiệu Token và một thương hiệu rất nổi tiếng của Taiwan. Chiếc Token này có cấu hình là khung sườn carbon, cọc yên carbon và dàn đầu ghi đông carbon, cùng với thông số đo là gióng ngang là 52, gióng đứng là 47. Đây là đo đến cốt khóa yên, còn đo đến tâm khung ngang thì là 45 quý vị nhá. Thì là rất phù hợp với các quý vị có chiều cao từ 1m60 đến 1m71-72 đi là đẹp ạ. Sau đây Nguyễn Long xin tiến lại gần chiếc xe Token carbon này để giới thiệu chi tiết hơn đến tất cả quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên như thường lệ thì Nguyễn Long cũng sẽ vẫn cầm lại cái thước dây để đo chi tiết về thông số, quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đó thì đây giống ngang thì nó là 515 hoặc 52 quý vị nhé, và tầm 515 là chính xác. Đó. Còn giống đứng thì là đến cốt khóa yên thì là 47, còn đến tâm khung ngang thì là 44 quý vị nhé. Đó. Cho nên là rất phù hợp với các quý vị có chiều cao từ 1m6 đến 1m71-72 thì là đẹp ạ. Chiếc Token này thì có model là Corsa 2.1 quý vị nhá. Vâng. Cũng là một model khá là cao cấp và người chủ có mua chiếc xe này là tầm khoảng 2019. Đó. Thì về độ mới của chiếc xe thì Nguyễn Long đánh giá là nó cũng còn khá là đẹp, tầm loanh quanh 85% trở lên quý vị nhá. Sở hữu một cái tông màu là trắng đen đỏ cũng khá là nổi bật. Đó. Và nước sơn bóng cho nên là cũng rất chi là dễ vệ sinh và lau chùi. Có rất ít vết xước quý vị nhá. Và có một vài vết xước nhỏ nhỏ trong quá trình sử dụng thôi. Còn lại đánh giá tổng thể là cũng là còn tương đối là đẹp. Vâng, thương hiệu Token rất nổi tiếng tại Taiwan quý vị nhá. Và Trung Quốc đại lục. Và xuất sang Nhật Bản này. Đây có một chút vết xước quý vị nhá. Đây có một chút vết xước. Xước nhỏ. Và đây có một chút xước nhỏ thưa quý vị nhá. Vâng, xước này thật ra là nó cũng trong quá trình sử dụng những cái vết xước nhỏ này thì hoàn toàn không thể tránh được. Đó. Thế nhưng mà nó cũng không quá lộ. Những vết xước rất nhỏ xíu thôi. Đó, người này. Tổng thể thì cũng là tương đối là đẹp quý vị nhá. Token rất nổi tiếng ở trong các dòng sản xuất BB. Rất chớn. Sau đây là bên trái của chiếc sườn. Vâng, phần đây cũng đuôi có một chút xước nhỏ thôi quý vị nhé. Cái quan trọng là giá thành của nó rất chi là phù hợp và đối với cấu hình khá là mạnh quý vị nhé. Tí nữa Nguyễn Long sẽ thông báo cái giá bán ạ. Đây là mặt trên của chiếc sườn. Đó, quý vị thấy ạ. Còn rất đẹp đúng không ạ? Sau đây Nguyễn Long sẽ quay cái phần gầm video cho quý vị xem. Gầm chiếc xe. Quý vị thấy là vẫn còn rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đó, có mã tem, mã số của nhà sản xuất. Phần bên này cũng có một chút sức cho nhỏ đây quý vị nhé, một chút sức cho nhỏ đây thôi, rất bình thường, không hề có bị sâu đâu ạ, rất sức rất bé rồi quý vị nhé. Chiếc xe thì đang sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông là carbon quý vị nhé, vâng, và chén cổ cũng là carbon, đó quý vị thấy ạ, chén cổ carbon nguyên zin chính hãng của Token, đó, bô tăng cũng là Token quý vị nhé, và bô tăng cũng có vẻ là carbon quý vị nhé. Rồi thì ghi đông carbon nguyên zin của Token. Đó. Tất cả là đang đồng bộ hết của xe của hãng. Chưa có bị nai mất một món gì quý vị nhá. Và chiếc xe này full carbon hết quý vị nhá. Nhìn là khá là nhẹ. Đây ạ. Cọc yên Tosec. Đó, quý vị thấy. Carbon quý vị nhá.
Chiếc xe đang sở hữu một chiếc Yen Sanmarco của Italia, cũng có cái tông màu đen đỏ trắng khá là phù hợp với lại tông màu của xe. Đó thì hai cái phần bên sườn nó cũng có một chút sọt sọt, thế nhưng mà vẫn còn sử dụng rất tốt vậy nhá. Còn trên vết sọt không đáng kể vậy ạ. Vâng, nó chỉ là rất chi là bình thường thôi, chưa có bị rách vậy nhá. Đấy. Còn tổng thể thì bên trên rất là đẹp. Vẫn còn sử dụng rất tốt quý vị nhé. Vâng, như vậy là chiếc xe này là khung sườn carbon, cọc yên carbon, dàn đầu carbon quý vị nhé. Vâng, thậm chí là đến chén cổ cũng là carbon, những miếng chêm đệm chén cổ cũng là carbon. Nên là tổng thể chiếc xe rất nhẹ quý vị nhé. Và mọi thứ vẫn còn là tương đối là rất là mới đúng không ạ? Dây quấn cũng tông màu giống của xe. Vâng, rất sáng. Tiếp đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe Token Carbon này. Thì chiếc xe Token này đang sở hữu một bộ chuyển động khá là cao cấp. Đó là bộ chuyển động là Shimano Ultra 6800 quý vị nhá. Vâng. Và full hết, không có lai món nào ạ. Đó. Xong đây Nguyên Long sẽ quay chi tiết từ bộ group cho quý vị xem. Đây là phần tay nắp phía bên phải. Đó, thì cũng có xước sát một chút xíu trong quá trình sử dụng thôi quý vị nhá. Thế nhưng mà cũng là còn tương đối là đẹp. Đó, như thế. Chữ nghĩa là vẫn còn nguyên zin. Đó, không có bị xước, không bị mất, không bị phai mờ. Đó, trên đầu tay nắp cũng có một xước một chút đấy, do người chủ có thể là dựng xe đã bị vạt, bị chạm vào cây và gì đó. Đấy, đây tay nắp phía bên phải, bên trái đấy, cũng có một xước một chút ở phần trên đầu tay nắp thôi quý vị nhá. Đấy, còn đánh giá tổng thể thì vẫn là tương đối là đẹp. Nam phanh trước Ultra 6800, nam phanh sau Ultra 6800, cùi níp Ultra 6800. Okay. Cũng có sức một chút xíu ở những cái phần đầu thôi quý vị nhá. Còn tổng thể là cũng khá là đẹp. Lip Ultra 6800, thông số là 1128 quý vị nhá. Đó, và cả cái sên cũng là sên Ultra 6800 luôn. Đó, và quý vị có thể vào nhìn lối cái phần răng lip, nó còn rất là vuông. Đó, vẫn là rất là vuông và vẫn còn rất là sắc nét. Cho nên là tỷ lệ sử dụng là tuổi thọ sử dụng nó vẫn còn rất cao quý vị nhá. Và đây quý vị thấy là cái phần sên này vẫn là sên Shimano Ultra. Đó, cái chữ thì nó hơi nhỏ đấy, nhưng mà khi chúng ta nhìn bằng mắt thường trực tiếp thì chúng ta sẽ thấy ạ. Made in Japan quý vị nhé. Đó, xích Ultra. Đó, giò dĩa Ultra 6800, thợ sở hữu thông số là 5034. Cùi níp Ultra, cùi đĩa Ultra 6800. Và đồng bộ hết quý vị nhé. Đó. Đó, và cũng có đó, có xước sát một chút xíu thôi quý vị nhé, cũng không có gì là đáng quá đáng kể cả. Tổng thể thì cũng tương đối là còn khá là đẹp. Đó, quý vị thấy. Đó, đây là độ co giãn của chiếc sên. Đó, quý vị thấy ạ, còn rất ôm, rất khít đúng không ạ? Đó, nên là tuổi thọ sử dụng là còn rất lâu dài. Đó, quý vị hoàn toàn yên tâm sử dụng ạ, mà không hề phải lo lắng cái vấn đề sớm muộn phải thay thế quý vị nhé, còn sử dụng rất tốt. Đó. Đây là phần đầu giò dĩa này, còn khá là đẹp. Chiếc xe đang sở hữu một bộ cặp bê đan mặt phẳng hai mặt chạy bạc đạn Gania quý vị nhé. Đây là giò dĩa phía bên trái. Đó, quý vị thấy là từ cái BB cũng là của Token hết quý vị nhé. Vâng, chính hãng tất cả của Token, không có nai mất một cái gì cả. Đó, đây là giò dĩa phía bên trái. Đó, bê đan phẳng hai mặt Gania. Một chiếc xe nguyên zin theo cấu hình của nhà sản xuất. Tiếp đến là cặp bánh. Chiếc xe này đang sở hữu một cặp bánh cũng là đồng bộ của group Ultra luôn. Vâng, như vậy là chiếc xe này đang sở hữu 9 món Ultra quý vị nhá. Vâng, rất là đặc biệt đúng không ạ? Vành Ultra 6800 quý vị nhá. Này quý vị thấy vành Ultra Shimano Ultra quý vị nhá. Một cặp bánh rất chi là bền bỉ. Đó. Đây quý vị thấy ạ. Đây là đùm đấy ạ. Đó. Rất đẹp. Ultra đã quý vị thấy ạ. Ultra 6800 quý vị nhá. Vâng, đồng bộ theo group. Đó, cả trước cả sau. Đó, đây quý vị thấy Ultra 6800. Và đây là bánh trước. Đó quý vị thấy ạ, Ultra đó ạ. Shimano. Đó. Ultra. Cặp vành cũng còn rất là đẹp quý vị nhá. Và chiếc cặp vành Ultra 6800 này sở hữu là căm dẹt rồi nhá quý vị nhá. Vâng, căm dẹt. Đó. Vành Shimano thì nổi tiếng là cái sự bền bỉ rồi. Và chạy rất, mặc dù là chạy combi thôi, thế nhưng mà rất trớn quý vị nhá. Rất bền bỉ, căm dẹt.
và đặc biệt là độ bền rất cao. Những cái dòng bánh của Shimano này còn rất có tiếng trên thị trường. Đó. Đây này, cái nòng tiếp này, cái độ trớn. Đó, quý vị thấy ạ, khá là trớn đấy ạ. Vâng. Tất cả các dòng bánh của Shimano thì đều vẫn là chạy combi, thế nhưng mà combi chất lượng rất cao cấp nên độ trớn rất cao quý vị nhá. Tiếp đến là cặp bánh đang sở hữu một bộ lốp Continental Grand Sport Race. Đó, quý vị thấy. Đồng bộ cả trước cả sau. Đấy, Continental Grand Sport Race quý vị thấy. Và cũng còn khá là đẹp quý vị nhá. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy vào vần talon. Đấy. Nốt chưa hề có xuất hiện vết dạng chân chim quý vị nhá. Đó. Quý vị thấy đúng không ạ? Chưa hề có xuất hiện vết dạng chân chim. Và phần nâng của nốt rồi quý vị thấy à, vẫn còn độ talon còn rất đẹp. Cho nên là tỷ lệ sử dụng nó còn rất lâu dài quý vị nhá. Vâng. Một cặp nốt còn rất ngon. Đó, đây nốt đằng sau. Không hề có xuất hiện vết dạng chân chim quý vị nhá. Vâng, còn rất đẹp. Cặp nốt này chạy rất là thích ạ. Đây là phần ti bật, đó, cứ để cũng nguyên zin theo bánh, đều là Ultera 6800 quý vị nhé. Ti bật bánh sau, đó, ti bật bánh trước, đều là Ultera 6800 quý vị nhé, và nguyên zin hết. À, về cái phần phụ kiện thì người chủ chỉ có bớt lại một chút phụ kiện, đó là có một cái dòng cọng bình nước của các tây, đó. Hiệu con mèo, nó cũng sông tông màu đen đỏ thôi. Còn lại là cái túi treo cọc yên thì là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe, để quý vị đựng những cái món đồ nhỏ nhỏ khi chúng ta đạp đi xa, đạp phượt, đạp đường trường, rất là thiết thực đấy ạ. Vâng, vừa rồi thì là Nguyễn Long đã giới thiệu rất chi tiết, tổng thể chi tiết hết về cái chiếc xe đạp carbon đót cao cấp carbon mang thương hiệu Token, một thương hiệu rất nổi tiếng của Taiwan, sở hữu cấu hình là khung sườn full carbon, cọc yên carbon, dàn đầu carbon, cùng với lại bộ group là full Shimano Ultera 6800, 9 món. Vâng, tất cả từ tay nắp gàm phanh, giò dĩa, cùi đĩa, cùi níp, rồi thì xích và níp. Đấy, và đến cặp bánh, vâng, full Shimano Ultera 9 món quý vị nhá. Rất đặc biệt ạ. Và đặc biệt là tiếp theo là độ mới của chiếc xe thì cũng là còn khá đẹp. Tầm độ 8, nếu mà đánh giá là tầm độ 85% trở lên. Đó, thì cái giá bán cho chiếc Token này nó đang chào bán ở cái mức giá là ngoài 20 triệu thôi. Ngoài 20 triệu và X ở tầm trung thôi quý vị nhé. Còn X ở tầm trung thôi cho một chiếc xe có cấu hình là Ultera 6800 full 9 món thì thực sự là không đắt chút nào đâu quý vị nhé. Bằng rất là hợp lý ạ. Đó. Và đặc biệt là cái chiếc xe nó là full carbon nữa nên nó rất nhẹ. Đó, mà cái mức giá là ngoài 20 triệu X ở tầm trung thôi thì một mức giá là cực kỳ hợp lý cho một cái chiếc xe sở hữu cấu hình khá là cao như này. Đó, nên là quý vị nào có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389, là số điện thoại có kết nối cả với Zalo đấy ạ. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Nên cửa địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Quý khách nào ở gần thì có thể đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì Nguyễn Long có đã hỗ trợ là ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó là Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi mà nhân viên bưu điện đến giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Nếu như không có vấn đề nào sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà quý khách hàng thì là quý khách hàng thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Đó, và Nguyễn Long xin cam kết đến tất cả quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc, đó là chiếc xe Token này, carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị nhé. Vâng, cam kết nếu như quý khách hàng phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng copy, hàng giả, hàng fake thì quý khách cứ đóng gói này gửi trả lại cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng. Cho nên là quý khách hàng ở xa khi mua online xe đạp bên cửa hàng Nguyễn Long là hoàn toàn yên tâm ạ. Và Nguyễn Long xin nhắc lại một nữa là cái giá bán cho chiếc xe Token full carbon này, sở hữu cấu hình full Ultera 6800 9 món này. Đó, và Nguyễn Long đang chào bán ở mức giá là ngoài 20 triệu quý vị nhá. Vâng, X thì tầm trung thôi ạ. Đó, quý vị nào có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389 ạ. Vâng, đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Token carbon này. Xin chào tất cả, tạm biệt tất cả quý vị và mọi người. Và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu những chiếc xe đạp tiếp theo. Vâng, Nguyễn Long xin chào tạm biệt.